Vài ngày vừa qua thì người dân xã Nhân Cơ huyện Đắk Rấp ở tại Việt Nam rất hoang mang khi chứng kiến cảnh cá, tôm chết hoặc là bị tê liệt. Còn người dân thì bị phỏng rộp, chảy xước, đau rát ngứa ngáy khi xuống suối Đắc Giao. Theo báo Đắk Nông thì chiều ngày 23 tháng 7 vừa qua khi đi kiểm tra hồ cá của gia đình bên cạnh suối Đắc Giao, ông Phan Diệu Anh uh, đã phát hiện nhiều cá bị chết trôi trên suối có nhiều con ngắt ngoài dễ dụ liên tục như ăn phải thứ gì đó rất độc. Thế vậy, ông anh liền lội xuống suối để đắp lại đường cống ngăn nước từ suối chảy vào hồ cá của mình. Khoảng 5 phút sau thì ông anh cảm thấy hai bắp đùi ngứa ngáy, đau rát liền vội vàng lên bờ. Một lúc sau thì cả bắp đùi ông bị phồng rộp lên, như bị phỏng nước sôi, da căng, lở nứt, cảm giác đau bút hơn lúc đầu. Đến sáng ngày 25 tháng 7 thì tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông, Ông Anh được các bác sĩ khám xét và cho biết rằng ông bị viêm da có mù và dặn dùng xà bông để tắm rửa, tránh để vết thương nhiễm trùng, nếu không thì nguy cơ sẽ bị nhiễm trùng máu. Cũng trong chiều cùng ngày, nhiều người dân và trẻ em Bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ, khi xuống suối bắt cá cũng bị hiện tượng nghi trên. Do ngâm dưới nước lâu hơn nên gần 10 trẻ em bị bỏng rát, da bắp chân đều bị chảy xước, bong tróc như bị phỏng nước sôi cứ đụng đến đâu là nước chảy đến đó. Ngoài hiện tượng nhiều người bị nhiễm độc gây phỏng rát đau ngứa, người dân ở Bù Dấp đều khẳng định là trên mặt nước suối có lớp váng màu trắng đục. Khi chạm vào thì trơn nhất giống như nước xà bồng và có mùi rất lạ. Nói với phóng viên báo Đắc Nông, ông Nguyễn Văn Thành là phó chủ tịch xã Nhân Cơ xác nhận rằng Ủy ban xã đã nhận được tin này và đã cử nhân viên xuống kiểm tra, đồng thời báo cáo sự việc với Ủy ban huyện. Mới đây thì phòng tài nguyên môi trường phối hợp với sở tài nguyên môi trường xuống kiểm tra tình hình, tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm, phân tích và để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này.